Mai Châu, viên ngọc quý của vùng núi rừng Tây Bắc đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách thập phương bởi một vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ cùng với sự đậm đà của văn hóa dân tộc Thái. Với những làng bản truyền thống, những con đường đèo uốn lượn, những thác nước và những hang động huyền bí, Mai Châu hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị và tuyệt vời cho những ai đặt chân đến đây. Ngay sau đây thì hãy cùng Blog Travel Việt khám phá những địa điểm tham quan nổi tiếng tại Mai Châu, Hòa Bình các bạn nhé! Một, đèo Thung Khe. 2. Bản Lác. 3. Hang Mỏ Luông. 4. Cột cờ Mai Châu. 5. Thác Gò Lào. 6. Bản Pom Cọng. 7. Bản Nhót. 8. Thung Lũng Ba Khan. 9. Làng Bích Họa Hải Sơn. 10. Hang Triều. 11. Thác Mu. 12. Cảng Thung Nai. 13. Chợ Phiên Pà Cò. 14. Nhà trưng bày hiện vật cổ vật văn hóa Thái. 15. Bản Văn. 16. Bản Bước. Một, đèo Thung Khe. Đèo Thung Khe hay còn được biết đến với tên gọi là đèo Đá Trắng, tọa lạc giữa hai vùng Cao Phong và Mai Châu thuộc tỉnh Hòa Bình, trải dài trên quốc lộ thứ 6. Đoạn đèo này đi qua những vực đá dựng đứng, mặc dù không quá dài và dốc. Tuy nhiên, đường đèo này nổi tiếng là nguy hiểm. Cảnh quan tại đèo Thung Khe thì thay đổi theo từng khung giờ trong ngày. Buổi sáng thì nơi này chìm trong ánh nắng mờ và bầu trời trong xanh. Còn vào giữa trưa, tia nắng rực rỡ chiếu sáng xuống đèo. Buổi chiều mang đến một cảnh đẹp dịu dàng với ánh nắng lung linh, trong khi ban đêm lại là sương mù bao giăng lối. Tại địa điểm tham quan Mai Châu này cũng có một vài những hàng quán lợp lá bày bán mía luộc, cơm lam, rêu đá, rau rừng. Các bạn có thể dừng chân thưởng thức món ngô luộc, mía luộc và cơm lam chấm vừng hấp dẫn lắm nhé! 2. Bản Lác. Trong số các địa điểm tham quan nổi tiếng tại Mai Châu, Hòa Bình thì Bản Lác là một điểm đến đáng để dừng chân. Bản Lác có tuổi đời lâu đời hơn 700 năm và là quê hương của người dân tộc Thái với 5 dòng chính: Lộ, Vì, Lò, Hà và Mác. Tại đây các bạn sẽ được ngắm nhìn những ngôi nhà sàn truyền thống rất là đẹp mắt, làm từ gỗ quý và có 9 bậc thang dẫn lên nhà. Ngoài việc thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên và lối kiến trúc truyền thống, du khách cũng có cơ hội được khám phá đời sống làm nông, dệt thổ cẩm của người dân nơi đây. Hơn nữa thì Bản Lác cũng cung cấp các dịch vụ du lịch sinh thái, cho phép các bạn trải nghiệm cuộc sống giản dị và tận hưởng những bữa ăn truyền thống ở bên bếp lửa. Điều này giúp du khách có thể hòa mình vào văn hóa và cuộc sống chân thực của người dân địa phương. 3. Hang Mỏ Luông. Có lẽ tên gọi của hang động này sẽ khiến nhiều người thắc mắc vì sao lại có một cái tên lạ đến như vậy, đúng không nào? Thực tế, tên gọi này xuất phát từ cách gọi của người dân tộc Thái, với ý nghĩa là mỏ nước lớn mang đến sự mùa màng bội thu cho những người nông dân. Hang Mỏ Luông gồm 4 hang động lớn, mỗi hang đều có lớp nhũ đá vôi, hình thù độc đáo, thu hút mọi ánh nhìn của du khách. Tuy nhiên, do địa hình khá là khắc nghiệt với đất nhấp nhô và gập ghềnh, các bạn nên đi giày thể thao để tránh trượt ngã khi vào tham quan hang động này. Lưu ý là khi tham quan hang Mỏ Luông ở Mai Châu, các bạn không nên chạm vào và làm tổn hại các khối nhũ đá. Việc bảo vệ và tôn trọng thiên nhiên là trách nhiệm của mỗi người, giúp duy trì và bảo tồn nét đẹp tự nhiên của điểm đến du lịch Mai Châu này. 4. Cột cờ Mai Châu. Khi đi qua đèo Thung Khe, đừng quên ghé thăm Cột Cờ, một địa điểm tham quan siêu hot ở Mai Châu, Hòa Bình. Và tại Cột Cờ, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh của thung lũng Mai Châu với những đám mây trắng mơ mộng bay ở trên sườn núi như bước vào chốn bồng lai thần tiên. Đừng quên chụp một vài bức ảnh để lưu giữ kỷ niệm với vẻ đẹp tuyệt vời của nơi này nhé! 5. Thác Gò Lào hay còn được gọi là Thác Gò Mu là một trong những thác nước đẹp nằm tại xã Phúc Sạn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Khoảng cách từ thị trấn Mai Châu để đi đến đây thì khoảng 15 km, và đường đi tới thác Gò Lào khá là thuận tiện và dễ dàng. Các bạn đến Mai Châu có thể thuê xe máy tại trung tâm thị trấn để di chuyển đến địa điểm tham quan này. Trên đường để đến Gò Lào, du khách sẽ bị cuốn hút bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, ngôi nhà nhỏ xinh của người Mường, hàng ngô dợp bóng xen cùng với những mỏm đá hình tai mèo, hồ Ba Khan hùng vĩ và thơ mộng, cùng với rừng trúc thẳng tắp tạo nên một khung cảnh hữu tình và lãng mạn. Thác Gò Lào nằm ngay ở dưới chân núi, sát ở bên mép thủy điện Hòa Bình. Sông thác đổ trắng xóa, tung bọt đầy khe núi như một bản nhạc giao hưởng giữa núi rừng. Địa điểm du lịch này đầy hấp dẫn, xứng đáng để các bạn khám phá khi đến Mai Châu, Hòa Bình. 6. Bản Pom Cọng. Pom Cọng là một trong những ngôi làng đẹp ở Mai Châu, Hòa Bình, với 7 dòng họ sinh sống tại đây. Tên gọi độc đáo này thì được lý giải bởi người dân Thái, ý nghĩa là ngọn đồi trông như cái trống lớn. Ngôi làng này sở hữu vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên núi rừng, với những ngôi nhà sàn san sát, đồng lúa chín vàng dưới ánh nắng rực rỡ, tạo nên khung cảnh rất là yên bình. Và nếu muốn trải nghiệm cuộc sống như người dân bản địa, du khách có thể nghỉ ngơi tại các homestay nhà sàn tại đây nhé. Pom Cọng cũng nổi tiếng với ẩm thực đa dạng của dân tộc. Các bạn có thể thưởng thức những món ăn ngon tại đây và trải nghiệm buổi sinh hoạt làng vui vẻ vào mỗi buổi tối, cùng giao lưu văn nghệ và nhảy sạp theo những điệu nhạc dân tộc. 7. Bản Nhót. Như các bản khác ở Mai Châu, người dân tại bản Nhót sống chủ yếu quanh sông và suối. Những ngôi nhà ở đây được xây dựng theo kiểu kiến trúc truyền thống của người Thái, với mái lợp danh, lá mây hoặc là gạch, sàn nhà thì làm bằng tre hoặc là bương. Nhà được xây cách mặt đất khoảng 2 mét bằng những cột gỗ rất là chắc chắn. Khi đến bản Nhót, các bạn có thể thỏa sức khám phá các hàng thổ cẩm và tìm cho mình những món đồ yêu thích và làm quà tặng cho người thân và bạn bè. Tại địa điểm du lịch Mai Châu Hòa Bình này, các bạn sẽ có cơ hội tự tay thử ngồi dệt vải, giã gạo, sàng gạo, nấu rượu và cho gia súc ăn. Các bạn còn có thể học làm các món ăn truyền thống và thưởng thức những màn biểu diễn nhạc cụ dân tộc rất là đặc sắc tại đây. Và đây là những trải nghiệm đáng giá giúp bạn hiểu hơn về văn hóa và cuộc sống của người Thái tại bản Nhót các bạn nhé. 8. Thung lũng Ba Khan. Được mệnh danh là trái tim của Mai Châu, thung lũng Ba Khan sở hữu một khung cảnh non nước hữu tình. Với những ngọn núi trùng trùng và các hồ nước xanh lãng mạn, đây là điểm đến lý tưởng để ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Ánh nắng chiều thì lấp lánh, tạo nên những khoảnh khắc mơ màng và đẹp như tranh vẽ. Đừng quên mang theo máy ảnh và những người bạn có tâm để chụp ngay những bức hình hoàng hôn tuyệt đẹp tại đây nhé. Khi đến Ba Khan, các bạn có thể trải nghiệm văn hóa và cuộc sống của người dân miền núi, hay ghé thăm thôn suối lốn, tương tác với người dân, thưởng thức đặc sản địa phương và tham gia vào các công việc lao động thường ngày. Thung lũng Ba Khan là một địa điểm tham quan hấp dẫn và đáng để các bạn khám phá, mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du lịch Mai Châu, Hòa Bình của mình. 9. Làng Bích Họa Hải Sơn. Trước đây thì làng Bích Họa Hải Sơn chỉ là một ngôi làng bình thường, không thu hút nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, từ khi các sinh viên của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội đến đây để vẽ tặng những hình ảnh dân tộc độc đáo. Nổi bật trên những bức tường dài hơn 800 m, nơi này trở thành một địa điểm tham quan Mai Châu không thể bỏ qua luôn nhé. Và khi đến đây, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những bức họa 4 mùa, xuân, hạ, thu và đông, bên cạnh những thửa ruộng bậc thang rất là độc đáo. Ngoài ra còn có những bức họa guồng nước cách điệu và trải nghiệm thú vị như là thưởng thức rượu cần và ngắm điệu múa sạp. Mặc dù nằm cách thị trấn Mai Châu khá là xa, tuy nhiên làng Bích Họa Hải Sơn vẫn là một điểm sống ảo không thể bỏ qua khi đi du lịch Hòa Bình đâu nhé. 10. Hang Chiều. Một trong những địa điểm du lịch đẹp không thể bỏ qua khi đến với Mai Châu chính là Hang Chiều. Đến Hang Chiều, du khách sẽ được thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và huyền bí của núi đá vôi Pù Kha. Hang Chiều rất thu hút du khách tới để tham quan bởi hệ thống thạch nhũ phong phú và đa dạng, và đặc biệt là bậc đá hơn 1.200 bậc dẫn vào lòng hang. Lúc chiều về, ánh mặt trời chiếu trực tiếp vào trong hang, tạo ra những tia sáng lấp lánh rực rỡ, làm nổi bật vẻ đẹp huyền bí của Hang Chiều. Hang Chiều được chia ra làm 2 tầng với không gian bằng phẳng, tươi mát và trong lành.
các bạn sẽ bị ngất ngây và say đắm trước một bức tranh tuyệt diệu được vẽ từ tạo hóa. Và đây là một vẻ đẹp độc đáo mà không phải hệ thống hang động nào khác ở Việt Nam cũng có đâu nhá. Thác Mu. Thác Mu nằm trên dãy đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ với độ cao hơn 1.000 mét thuộc địa phận của xóm Mu, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Cảnh đẹp của địa điểm tham quan Mai Châu này khiến nhiều người phải mơ màng. Tuy nhiên khi đặt chân tới đây, họ sẽ phải thốt lên vì vẻ đẹp hoang sơ quyến rũ của nó. Những con thác trắng xóa đổ xuống tựa như chốn tiên cảnh, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Các bạn sẽ cảm nhận được sự mát lạnh từ dòng suối trong lành chảy qua núi rừng. Đôi khi làn sương mờ đục được hình thành từ hơi nước và gió thổi, tạo ra một cảnh tượng thêm mơ hồ và đặc biệt. Kể đến đây cũng đủ thấy hấp dẫn rồi đúng không nào? Các bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy đến với Thác Mu của Mai Châu, Hòa Bình để trải nghiệm vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ của núi rừng Tây Bắc các bạn nhé! Cảng Thung Nai. Thêm một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Mai Châu, Hòa Bình mà các bạn không nên bỏ qua chính là Cảng Thung Nai, được mệnh danh là Hạ Long trên cạn của núi rừng Tây Bắc. Nơi đây hòa quyện giữa vẻ đẹp hài hòa giữa sông Đà và những ngọn núi trùng điệp hùng vĩ và hoang sơ. Khi đến Cảng Thung Nai, các bạn sẽ được trải nghiệm những điều mới lạ và hấp dẫn như là chèo thuyền khám phá sông Đà, tham gia chợ nổi thác bờ rất là sôi động và đặc biệt là tham quan đền Bà Chúa thác bờ với ý nghĩa tâm linh đặc biệt. Cảng Thung Nai luôn phủ lên mình tấm áo xanh ngọc rất là kỳ diệu, hòa quyện cùng với cảnh sắc non nước và trời mây, tạo nên cảm giác yên bình và thư thái. Chắc chắn chuyến đi đến Thung Nai sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình khám phá Mai Châu của các bạn. 13. Chợ phiên Pà Cò. Chợ phiên Pà Cò thì nằm cách thị trấn Mai Châu gần 40 km về phía bắc, ngay trung tâm của ba xã là Hang Kia, Pà Cò, Mai Châu và Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La. Chợ chỉ hoạt động vào ngày chủ nhật hàng tuần khi sương mù mịt giăng khắp rừng và núi. Vào ngày chợ, bà con người Hơ Mông vùng cao Mai Châu sẽ hăm hở xuống chợ để mua sắm. Điều đặc biệt của phiên chợ vùng cao này không chỉ là nơi trao đổi mua bán hàng hóa mà còn là nơi giao lưu, gặp gỡ của bà con dân tộc. Chợ rộn rã và tâm nập giống như ngày hội, Tết ở dưới xuôi và bày bán đủ những loại hàng hóa rất là đa dạng. Từ nông sản, vật nuôi, vải vóc, đồ thổ cẩm, nông cụ cho đến các sản phẩm gia dụng, điện tử, đĩa nhạc, mỹ phẩm. Và khi đến đây, các bạn sẽ bị choáng ngợp bởi sự đa dạng và phong phú của các mặt hàng. 14. Nhà trưng bày hiện vật cổ vật văn hóa Thái. Xã Triềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình có một bảo tàng mini trưng bày rất nhiều hiện vật đặc sắc của người Thái do một người Kinh từ dưới xuôi lên ở rể làm chủ. Anh Kiên, chủ nhà trưng bày, đang sở hữu hơn 1.000 cổ vật, trong đó có hơn chục cuốn sách chữ Thái và đặc biệt là ba cuốn gia phả của dòng tộc người Thái cách đây trên 2.000 năm đã bị ố vàng, gáy sơn, nhiều chữ đã bị mờ. Ngoài ra thì bảo tàng này còn có bộ sưu tập đồ sành, đồ sứ, gồm có hàng trăm những chiếc bát, đĩa, ấm chén và chiếc xanh đồng 4 quai, tay xoắn nặng 30 kg, khoảng từ 300 đến 400 năm tuổi, kỳ công và có giá trị không kém. Các hiện vật đều là những dụng cụ gắn bó với sinh hoạt thường ngày của người Thái ngày xưa, như là bộ dụng cụ chế biến lương thực, bộ dụng cụ săn bắn hái lượm và các loại đèn dùng trong sinh hoạt. 15. Bản Văn. Bản Văn là một địa điểm du lịch đẹp ở Mai Châu, Hòa Bình, chỉ xếp sau khu du lịch Bản Lác. Để đến được Bản Văn, các bạn phải đi theo con đường nhựa từ trung tâm thị trấn Mai Châu, nằm giữa chân ruộng bậc thang khoảng 1 km từ quốc lộ 15. Bản Văn là một ngôi làng yên ả, nằm dưới chân núi Pù Văn, là nơi sinh sống của người Thái huyện Mai Châu. Người Thái ở Bản Văn chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng lúa nước, chăn nuôi và các làng nghề truyền thống như là dệt vải, đan lát. Khi đến đây, các bạn sẽ có cơ hội được thưởng thức những món ăn độc đáo của người dân tộc Thái như là xôi đồ, cá nướng và cơm lam,
món ăn đặc sản không thể thiếu trong mỗi dịp Tết. Ngoài ra thì người Thái còn chế biến cơm nếp thành cơm lam, món ăn được du khách ưa thích và là món quà đầy hương vị của vùng Tây Bắc. 16. Bản Bước. Bản Bước, xã Sam Khòe, cách trung tâm huyện Hòa Bình khoảng 30 km về phía Tây Nam. Tọa lạc trên một khu đồi xanh mát, rừng cọ bao phủ. Nơi đây vẫn giữ nguyên nét đậm đà văn hóa của dân tộc Thái. Được lựa chọn làm điểm dừng chân cho dự án Bản Người Thái gắn với du lịch, Bản Bước trở thành một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Mai Châu, Hòa Bình. Cộng đồng người Thái ở xóm Bước tự hào thừa kế di sản văn hóa vật thể và tinh thần phong phú, từ canh tác lúa nước, làm nương cho đến những nếp nhà sàn truyền thống với sàn gỗ và mái danh. Các công cụ lao động đặc trưng như là cọn nước, gùi, thố cũng được duy trì và gắn liền với cuộc sống truyền thống của người Thái tại Bản Bước. Khám phá Mai Châu, Hòa Bình là một hành trình đáng nhớ và đầy trải nghiệm đối với bất kỳ ai yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa dân tộc. Từ những làng bản truyền thống và chợ phiên sôi động cho đến những cung đường đèo leo núi và những hang động kỳ bí, Mai Châu đã chinh phục lòng yêu thích khám phá và khao khát khám phá của du khách. Hãy đến và trải nghiệm Mai Châu, nơi tự nhiên hòa quyện với văn hóa, nơi du khách có thể thả mình vào thiên nhiên và đắm chìm trong vẻ đẹp vô tận của vùng đất này nhé. Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà blog Travel Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check-in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.